Xin chào các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay chị Heo Sinh sẽ vẽ một bức tranh gia đình của bạn Maruko Chan đấy. Bây giờ các em hãy cùng xem chị vẽ phác họa những nhân vật ở trong gia đình của bạn Maruko nha. Đầu tiên thì chị sẽ vẽ nhân vật bạn Maruko sẽ ở chính giữa. Sau đó sẽ vẽ các thành viên còn lại trong gia đình ở trong hết khung hình của bức tranh này luôn nha. Đây là nhân vật chị gái của bạn Maruko này. Và ở giữa chị sẽ vẽ mẹ của Maruko. Các em ơi, để nhận thông báo bởi những bức tranh mới của chị thì các em hãy nhớ nhấn like và nhấn subscribe, sau đó nhấn vào cửa chuông để nhận được thông báo của chị nha. Bây giờ chị sẽ vẽ nhân vật bà. Và ông. Và cuối cùng là nhân vật bố của Maruko. Rồi, bây giờ chị sẽ phủ cát cho các em nhìn rõ hơn. Bây giờ chị sẽ tô màu tóc cho các thành viên trong gia đình trước nha. Vật bà thì chị sẽ sử dụng màu trắng để tô mái tóc nha. Còn nhân vật ông thì đầu đã hói nên chị sẽ tô màu da luôn. Bây giờ chị sẽ tô miệng. Màu đỏ dễ bị đen nên chị sẽ tô miệng trước. Sau đó chị mới tiến hành tô màu da lên khuôn mặt. Chị quên mất má của bạn Maruko thì chị cũng sẽ điểm thêm hai chấm đỏ vào nữa. Bây giờ sẽ phủ màu da lên toàn bộ khuôn mặt của các thành viên trong gia đình. Không quên tô màu da cho phần chân và tay nữa nha. Bây giờ chị sẽ tô trang phục cho các thành viên trong gia đình. Đầu tiên chị sẽ tô trang phục của bố trước. Chị sẽ chọn màu cam và màu nâu phối hợp với nhau. Tiếp theo đến chị gái, chị sẽ chọn màu cam co nhũ và màu xanh dương.
Đây là phần dây ở váy của bạn Maruko sẽ là màu đỏ, nên chị sẽ lấy bớt cát màu đen để phủ lại màu đỏ lên các em ạ. Rồi tiếp theo đến trang phục của mẹ. Chị sẽ dùng màu tím nhạt để tô chiếc váy. Và chiếc tạp dề thì chị sẽ chừa lại để tô sau. Tiếp theo đến trang phục truyền thống kimono của bà. Chị sẽ chọn đó là màu tím đậm. Màu này rất là mịn và rất dễ lem sang những màu khác, thì chị phải dùng chổi để quét nhẹ và phủ cẩn thận hơn. Tiếp theo đến ông thì chị sẽ sử dụng màu xanh dương kết hợp với màu xanh lục. Và bây giờ chị sẽ tô đến giày cho các thành viên trong gia đình. Rồi bây giờ chị sẽ tô mắt kính, tạp dề, áo sơ mi của bạn Maruko và vớ chân nha. Chị sẽ sử dụng màu trắng, nên bây giờ chị sẽ tô màu trắng ở cuối cùng. Quên mắt của bố nữa. Xong rồi, bây giờ chị sẽ rũ các màu xuống để nhìn màu được đều hơn. Vậy là bức tranh của chị đã hoàn thành rồi đấy các em ạ. Các thành viên trong gia đình của bạn Maruko-chan trông rất là tươi vui đúng không nào? Đây là một bức tranh gia đình rất là vui vẻ và hạnh phúc đấy các em. Nếu mà các em có góp ý gì hay là muốn những phần tiếp theo chị sẽ vẽ tranh gì thì các em hãy comment ở phía bên dưới nha. Cảm ơn các em đã xem dõi video của chị. Xin chào và hẹn gặp lại.